Nay mình sẽ chỉ các bạn rớt cái đầu bò này ra. Thì tình hình là muốn gỡ đầu bò ra, các bạn phải tháo bình xăng là cổ bô ra. Nay bình xăng ta nè, này là bình xăng không có mà mất rồi các bạn. Là mình thấy hai ốc 10 đó là mấy chìa khóa 10, mình gỡ hai ốc cổ bình xăng ra, mình rút bình xăng ra. Rồi cổ bô dưới cũng vậy. Cổ bô dưới cũng có hai cái lỗ dưới đây nè, đó hai cái lỗ ốc khóa 10 á. Gỡ hàng ốc này ra, rút cái cổ bô ra. Rồi tháo bogey ra luôn các bạn. Rồi tháo bogey ra luôn. Mình lấy đầu tháo bogey. Tháo bogey, lấy đầu tháo bogey ra các bạn. Rồi mình dặn mở bogey ra luôn. Đó, mở bogey ra. Rồi bây giờ đó phần mình dặn nắp mâm lửa ra luôn, dặn lên coi chị tê xong, dặn cái nắp tròn này ra luôn các bạn, lấy cái tê 10 các bạn, có ốc đây nè ha, nó dặn nó ra, dặn luôn một tay, dặn nó vịn bên kia bạn. Dặn lấy cái nắp tròn đây ra. Rồi, bạn bỏ xuống. Chọn ốc vào bên kia luôn. Lấy ốc ra. Giờ mình quay tê luôn các bạn. Quay tê 14, lấy quay chữ tê trùng với cái vạch nghênh lốc. Rồi. Dấu chấm tròn này trùng với cái khác như cái lốc này. Rồi tê trùng với vạch này, dấu chấm tròn trùng này. Bắt đầu mình thở hai ốc cam này ra, lấy cái tê chính thở hai ốc cam ra các bạn, để mình lấy cái dĩa cam ra khỏi sân cam các bạn, gỡ ra hai ốc này là dùng tay chính các bạn. Xong xuôi các bạn đóng cái tủ dích đó, khải cái sinh cam ra khỏi dĩa cam rồi. Làm một tay hơi khó mà. Đó, rồi tháo ra. Rồi tháo ra. Xong mình là dòm, mình tháo ra sinh cam của mình dòm là coi như cái đầu bò mình còn dính là con ốc xiết là cái lòng đúng không? Đầu quy lát là cái lòng nè. Là bốn ốc đũa đầu các bạn, bốn ốc đũa đầu. Giờ mình lấy cây cây tê 10, mình tháo ốc phá qua cái đầu bò với lại cái lòng nha các bạn, mở ra đó, ốc để khóa cái đầu bò là cái lòng các bạn. Xong giờ là lấy cái điếu 10 mình tháo bốn ốc đầu ra, tháo chéo tay nha các bạn, chéo tay chéo nè, bốn ốc đó, tháo ra tháo ra tháo ra
mấy ngóc này mình dặn sẵn rồi các bạn, nên bạn mới thấy lỏng các bạn. Nó có lông đền nữa, mỗi con có lông đền. Cái lông đền là gọi là lông đền đũa đầu các bạn. Nó tháo lấy lông đền là ốc ra hết luôn các bạn. Rồi. Rồi, mình rút cái nắp này ra luôn, nắp ra luôn. Rồi. Thì bây giờ coi như là mình lấy hết rồi. Những nó rút đầu bò, cái đầu bò thường thường là mình bị dính cái ron vlas đây nó hơi cứng chút xíu. Là mình lấy tô vít mình để đây nè, nại ra. Ở dưới cũng vậy, mình nại ra. Nại ra, nó nại ra vậy đó. Xong nại ra, bạn lấy cái tay á, bạn rút ra từ từ. Vừa nại vừa rút á, rút ra. Đó. Rút ra mình lấy cái đầu bò ra. Giờ bắt đầu á là mình mới chẻ lấy cái cam cọ xuống bắp trên đây ra để mình treo máy mình quay mình làm hai tay mới được thôi. Rồi. Ok, giờ mình lấy cây 17 á mình dặn nắp xúc bắp ra, có hai nắp xúc bắp nha các bạn. Nắp này bị mất rồi. Gỡ ra. Rồi. Dặn nắp cánh bơm ra, lấy T8. T8 dặn nắp cánh bơm ra các bạn. T8. Đó, dặn hai ốc nắp cánh bơm ra. Xong rồi các bạn, nó lấy ra, nó để vào bên. Rồi, bây giờ bắt đầu các bạn thấy hai lỗ ác không? Hai lỗ ác mình lấy thường thường lấy con ốc gọi là ốc 8 ly nè, 6 8 ly nè. Các bạn dặn này có đầu răng nó dặn vô. Xong rút ra nó các bạn, thấy không? Đối với mấy con ác nó cứng quá. À, rút ra xong rồi các bạn lấy cái cò ra cũng được nữa, lấy trước một cái ra nữa không, cò này, cò xả nè, đậy ngay cái bơ cái cổ ô á là nó gọi là cò xả, còn cò nạp ngay cò xăng nữa các bạn, cò nạp bạn. Lưu ý luôn mấy bạn mà muốn xài là cò cam cũ mà bạn phải để cò nạp cò xả một bên, như cò xả mình để dưới, cò nạp mình để ở trên đó, cò nạp là ngay cò xăng nữa các bạn đó. Tại vì sao không? Tại vì á, lỡ mà cam cò có mòn á, mình xài lỡ nó đúng cái gói cam nó đúng dấu á, chứ không mình lắp vô mình lộn ngược cò là nó kêu các bạn. Đó. Giờ mình rút ra luôn. Giờ nạp để đây đó, còn xả ở đây còn nạp ở đây để lát mình lỡ mình có xài á mình ráp lỡ mình còn nhớ cái nào trên dưới, tại mình xài lại cam cũ cò cũ các bạn. À, rút ra đó, gõ rồi cam xuống đó, lấy cam ra nghe các bạn. Biết sao không, mình muốn xài lại cam cũ cò cũ á, nhiều khi nó có cái dấu có tì sẵn đây á, là mình lắp ngược cam á thì nó sẽ có, mình canh cái nào cũng có tiếng kêu các bạn đó. Còn nếu mà mình kiểm tra coi con cam đo là có lúng nó mòn không thì một là mình đi mài lại, hai là mình đi thay lại cái cam cò khác luôn các bạn. Nếu mà nó còn xài được thì nhiều khi người ta thường gọi là gia thợ tiện người ta mài cam lỡ các bạn, mài cam lỡ rồi xong người ta mài cam mài cò lỡ cho nó đều nhau á, nó không có dấu mấy cái tì dấu ở đây nữa các bạn.
để nó tạo mất tiếng kêu đi, phải không? Còn thường thường người ta thấy mòn quá thì người ta thay luôn cam cọ luôn bạn, là để nó ráp vô. Còn mà xài là cam cọ cũ á, mấy bạn nhớ là coi còn là cọ xả phải ráp đúng lại cái khúc mà mình lắp gỡ, mình phải nhớ rồi. Đây cọ nạp ở trên là cọ xả. Rồi lấy xúc bắp ra, lấy xúc bắp ra mấy bạn, cẩn thận móng ngựa của dần bay ra đó các bạn. Đó. Lấy xúc bắp ra mình lót cái nắp xúc bắp dưới đây nè các bạn, dưới cái chảo nè. Dưới. Xong mình để cái đầu chập bugi đây nữa không, lấy búa nè, gõ vô. Đó. Đó các bạn, thấy không? Móng ngựa nè. Nó có hai móng ngựa nha các bạn. Đó. Cái chén nè. Đó, chén lò xo nè, không? Đó, móng ngựa rớt đây nè. Đó. Móng ngựa nè các bạn. Có hai lò xo, một lò xo nhỏ ở trong đó các bạn. Lò xo lớn ở ngoài. Đó, xong rồi rút rút xúc bắp nha nè. Rút ra. Rút ra. Đó. À, các bạn có thấy cái phốt không? Cái phốt nào mình lấy, nếu mà phốt mình muốn thay mình lấy cái kiểu mỏ nhọn á. Mình kẹp ra. Rút ra luôn các bạn. À, các bạn, cái phốt xúc bắp nè. Đó, mình ra ngoài mình nói bán phốt xúc bắp, mình thôi về mình bỏ mình gắn đây nè, thay lại thôi. Đó, tháo bỏ luôn. Rồi, tới bên còn cái xúc bắp là xúc bắp mình lấy cũng giống vậy luôn các bạn. Thấy vô luôn, đây là chụp ghi lại ở đây chỗ vô đó, hai cái móng ngựa các bạn thấy không nè, hai móng ngựa đó, gỡ luôn đó, cũng rút ra như vậy luôn đó, rút xúc bắp luôn các bạn, rút ra kiểm tra coi xúc bắp nó cong hay gì chưa, mình đi sấy lại luôn các bạn. Đó giờ ra thử tiện kêu người ta sẽ xúc bắp nữa thay phốt hay gì người ta bán phốt luôn đó, là bò mình gỡ hết rồi các bạn. Rồi nhớ nha các bạn, gỡ đầu bò ra cẩn thận coi cò nạp cò xả, nếu mà mình giữ lại mình phải coi cò nào ở trên nạp cò xả nãy nguyên dấu cũ mình để nguyên rồi các bạn, rồi kiểm tra xúc bắp nó có bị rỉ đây đi mài lại hay là đi sấy xúc bắp lại các bạn. Đó. Xúc bắp có cây bự cây nhỏ nữa các bạn, thấy không? Cây bự nhỏ để phân biệt, mình nhét lỗ nào nó cũng có lỗ bự lỗ nhỏ nữa các bạn, thấy không? Đó, lò xo thì nó có hai lò xo, một lò xo nhỏ và lò xo trong. Là cái chén là hai móng ngựa các bạn. Còn trong cùng là cái phốt xúc bắp. Đó. Rồi. Chào các bạn.